Cam, cam mà con ơi, cam tốt vô cùng cho sức khỏe, ai cũng phải công nhận vậy. Nhưng mà không phải nó tốt là ai cũng ăn được nha bà con. Cam nó tốt, nhưng mà riêng có một số người, một số bệnh thế này, vui lòng không ăn cam. Chứ ăn cam vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nha bà con. Đó là những người không nên ăn cam. Đó, cam quá tốt, nhưng mà sức khỏe của người có bệnh không nên ăn. Không nên ăn cam là những người có bệnh thận. Wow, bệnh tiêu hóa, bệnh phổi, người trên 80 tuổi, đau bụng, đau ngang thắt lưng, đau lưng, vừa uống sữa xong, chướng bụng, sau phẫu thuật, hệ tiêu hóa kém, đang uống thuốc kháng sinh là vui lòng không nên ăn cam. Ăn cam vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, bởi vì cam nó tốt cho sức khỏe. Nhưng những người có bệnh thế này không nên ăn, đó là người có bệnh thận, tiêu hóa, bệnh phổi, người trên 80 tuổi, đau bụng, đau ngang thắt lưng, đau lưng, vừa uống sữa xong, chướng bụng, sau phẫu thuật, hệ tiêu hóa kém, đang uống thuốc kháng sinh là vui lòng, vui lòng đừng ăn cam bà con nha. Còn ngoài ra là cam nó tốt vô cùng cho tất cả những người còn lại. Nó tốt là nó đủ nước, vì nó có vitamin C. Nhưng mà không nên ăn quá hai trái. Có người gọi là quả, không nên ăn quá hai quả một ngày. Nếu ăn liền liền 6 ngày thì nghỉ một ngày rồi mới ăn tiếp. Rồi báo thanh niên cho chúng ta biết là trẻ em dưới 1 tuổi là không ăn, trẻ em 2 đến 6 tuổi là nửa trái, 6 tuổi đến 12 tuổi là một trái, còn người lớn là hai trái nha bà con. Kênh chúng tôi nói về đời sống và sức khỏe, ngày nào cũng có 4 video đời sống và sức khỏe, bệnh gì, ăn gì và thấy nó tốt gì nhưng mà nó không tốt vì sao. Cho nên nói về kênh đời sống sức khỏe, bà con thấy thì vui lòng chia sẻ cho chúng tôi để mọi người cùng nhau khỏe mạnh, chia sẻ để mọi người cùng nhau mạnh khỏe bà con ơi. Và đồng thời đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi bà con nha. Chân thành cảm ơn và cảm ơn rất nhiều bà con ơi. Cảm ơn nha.